Quên a. Trời ơi, các em hâm mộ anh ha rồi. Chết đi. Bảo vệ. Ơi, Huy, anh Huy ơi. Kêu cầu xuống đi, xuống đi. Anh Huy. Đưa đi. Anh Huy đâu rồi? Ủa mới thấy nữa mà. Anh Huy đâu? Anh Huy đâu rồi? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây này. Anh Huy bên kia, hả? Anh Huy chạy với anh Huy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàn, bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Chim cút nghe rồi. Đưa thân chủ ra đi, Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn rồi, đưa thân chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà om sòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy hả? Dạ có. Ôi rồi thế thì chết tôi rồi, tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Chứ mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này rồi người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây á là ông bà chỉ có mướn có 2 người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác người ta mướn tới 10 mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy. Đó, không thế nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi. Đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Ở đâu? Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by Night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. Đó, tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết tôi rồi. Thôi qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòng bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòng bon gì? Còn tụi tôi chỉ thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Chả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi, hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hư gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bà ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó cui, nó Huy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thím ơi, Thím tự trọng xíu đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, Tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi! Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ, hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được, hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó à. Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Dạt ra đi, dạt ra, yêu cầu dạt ra đi. Dạt cái gì? Này này, anh Huy đâu? À đây đây. Anh Huy, anh Huy. Đó ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ra. Ai vậy? Làm gì vậy? Hai tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy heo này. Rồi thôi lấy heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc đi ơi. Này Chí ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À, em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em, bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn, là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thằng chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa mà em nhớ đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, yên, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? À? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây mà. Rồi em lên đây làm gì vậy? Trời ơi, muốn ổi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Trà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. À. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện đó ba má tới đây rồi. Có. Cái gì? Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? À. Đây, cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi sao tụi bay để tao đây. Anh Huy, sao anh thử hờ với em dạ? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Chớn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi đàn cho hát đi mà. Đàn đâu? Đã quá, nựng lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ đứng nè, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó em xa anh, một ngày nào đó em nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Bây giờ vậy mới hay chứ. Có vần trăng gì, vần trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Rồi. Một lần đã tròn địa hiếm dân, với anh em mãi là người tình trăm năm. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế cái ông kia em chảy nước miếng má trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á, quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi, cái này đủ rồi. Quay ơi, quay. Đủ rồi, giãn ra giùm tao. Quay ơi. Con ở đâu rồi? Dạ, con đây, con đây. Quay đâu bò? À, cái biệt anh là bố đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là bố đây. Hả? Anh nhìn Huy. Bà má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi bà anh nói tiếng Trung. Còn má anh nói tiếng gì, giống tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Anh nghe kỹ coi nó nói gì vậy? Quay. Quay đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói thì cũng hiểu chứ cả đi. Để tôi đóng dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mày chục năm rồi, anh đi America, anh đi Army rồi. Ai qua bảy hát rồi không? Tại em đúng rồi, ba má chứ quen không biết gì trơn. Để tôi thống dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì vậy anh? Sắp hiểu má nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hồi chưa mày đẻ mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chột nám rồi mày không về mày bỏ má về quê mới đuối mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là con đẻ con ra đây là cho con bù đây rồi chưa ra là cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi thôi được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tao dịch cho nè con. Thôi cho má mày nuôi lên quay bịt mi mày cho mày về trong bấu đó rồi trong mày trong tù rồi ba má nói gì vậy em nghe không được. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con là cháu ní là con có lấy thân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu cái quay rồi chứ quê, tao cháu lớn lên hồi xưa má cho bú nhờ bú hạt hà. Dạ là sao? Đó thì đó vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Thôi đám cưới đây, đám cưới luôn. Dạ khoan. Con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. Thì hai đứa đẹp đối là bạc chó, hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Làm cười đấy. Tao nói giãn ra, em nhập vào. Ta được rồi đó, mày hốt nó đi về mày hốt con này về mày ăn một năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt thanh ghi vi hay thịt. Bác ơi bác. Tôi bác cổ hai ông bây giờ. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh xin đi. Rồi con tên là Chen này gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi Phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế quá con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hỏi nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bà trái hỏi là cái quê quán. Không Quán của con không có quê đâu, sang lắm à, bị quán sang quá, nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hỏi mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba đó. Má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Dũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Cái... Lấy đây. Đây, đây. Cái... Hai người này là... Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Đó. Cái này là hai người sư. Dạ đúng, hai đứa em là sư cụ. Sư cụ đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em cũng chỉ sư cụ lấy tiền thôi. Ủa sao hai người thật? Sờ cu cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Cái gì kỳ vậy? Thì đó, hai người vô làm giả ba má anh Huy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Yes sir. Đúng không? Yes sir. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ như vậy là quý rồi. Yes sir. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn rồi. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đốt hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thấy cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô... Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con không phải thằng. Ôi, con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho BD nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào. Đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, ảnh người này rất là cô đơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là bạn em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sơ cu phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sơ cu đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì. Đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, em không phải là BD đâu đó. Em là đàn ông đàng hoàng á. Phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. Nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Nói hai người này dễ thương mà. Cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 mà hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. em rất nhiệt tình. Dạ. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Đã vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Ôi, con tim nó lòi ra ngoài luôn. Không rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sân vô sau bích. Mình hát cho các bạn nghe nha. Em đẹp không cần son phấn. Xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót. Em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng. Duyên cái đầu mày á. Gà phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh về phương miền vang tình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Trời. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà. Em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó à. Thì sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ê chết cha. Nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ chưa có ai selfie bao giờ nè. Cái bàn thờ. Đây được nè. Vô coi. Hai. Con gái con nứa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mà cũng phóng lên mày phá được hả? Trời ơi Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm. Dạ. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên. Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con loài Tâm rồi nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá kìa, mà thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày gánh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao? Mà bây giờ người ta lên trển người ta không có like mày mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh banh cua mà giữ, quánh con, mà không quánh mày sao được? Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ, 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng em đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ, con đi biển mới về. Trời ơi con ơi. Má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mày con gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mày hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y mình có cái chút đường cong mình phải khoe chứ má. Trời ơi vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi trời ơi nguyên một bãi biển bao nhiêu con người. Vừa con hé lộ một cái tàu quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành. Tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que. Là tại mày hả? Không, con nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng thòn giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múi vậy đứng. Trời anh cầm hai cái cây dài thật dài anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà ta lấy cây chọt cho người mà đứng im? Dạ đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó, dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng, anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á, chắc cỡ Hà Mã hay sao mà ta cắm mày tắm biển luôn. Con giống Hà Mã. Thái con vui quá. Giống Hà Mã vui quá. Vui làm quá má ơi, vui. Giống Hà Mã. Làm gì vui? Trời ơi bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn là lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi con Hà Mã vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá nó chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều bây giờ... Thôi má đừng nói, con nói thiệt nhiều con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao hả? Thế để cho má suốt ngày má cái sỉ nhục nhan sắc con là sao? Má nghĩ coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng. Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên người ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh, cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má luôn, con cạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm hại con vậy má mới nói. Hiểu không? Cái gì mà con nói thiệt má, mắc kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đoan, tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy. Thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì. Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ uống chanh mà không có lấy đường, cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ê má, hỏi nè. Gì? Cái hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phân nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá, cái con hỏi thiệt má, tại tao nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích phun nước biến, tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má, nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ. Bây giờ tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ à, rồi người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn pằng. Con có hứa ảnh rồi, nếu mà ảnh về đây con chơi ảnh liền. Đó, ảnh bắn con bắn ảnh. À, con với ảnh bắn game. Trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đến đi là được rồi má ơi. Mệt quá, bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi đặt đâu con ở đó, không có lấy anh đi, anh thiết có tuổi khỉ vậy nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Everybody home? Yeah. Who's it? Eddie. Đi về rồi. Ê. Bớt rửng mở lại nha. Bớt lại. Dạ tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không nổi. Dạ. Ai mà rong rổi ngoài vậy? Mỹ Tâm. Dạ. Ai vậy? Dạ. Trời ơi, sách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ vậy mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Cắt duyên âm cho gia đình con. Dạ thầy ơi, trời ơi tôi biết mà. Để thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì hết, đó, hết mẹ rồi tới con nha. Nghe đây. Dạ. Tôi Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm. Dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là dông nè. Dông dập dìu, dông ồn ào lắm. Thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây, xin mời. Hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi, xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mỡ nữa nha. Dạ, vậy thôi. Chừng vậy. Nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. À, rồi dạ thôi em ngồi đây. Dạ, ngồi đây hả thầy? Ngồi đó để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy? Giúp cho chân tay. Dạ. Chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kỳ vậy. Ê. Thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng, trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa trời, cúng cầm trái đỏn hậu vậy thầy? Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ đất ơi. Dạ. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ. Dạ thầy, hôm nay con muốn thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn... Đứng im coi. Dạ, con ngồi im mà thầy. Không, đang nói hai cái dòng kia. Rồi nhà con nhiều dòng dữ hả thầy? Nhiều dòng lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều dòng. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho dông nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Trời đất ơi, thằng quỷ nào đi trước tao cắn gấp dữ mày. Thầy á thầy. Tao thầy hả? Dạ xin lỗi thầy. Thầy thắng thầy phải báo chứ thầy. Thầy ơi còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ điếc. Chết nó. Trời ơi. Tự nhiên ở đâu chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đừng im coi. Có sao không? Trời. Làm lễ cổng. Cá trời. Trời ơi, Thắng phải... bà cha. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi, Thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu mà như con ngựa vậy. Nhạc lên cái đi. Đứng lại. Bà làm gì á? Tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất dông. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. Dạ, thầy. Cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Măng lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi thầy ơi. Cái này con biết. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoi hoài. Thầy ơi thầy. Thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga ở Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Mang lại. Dạ. Ơi. Ê cái này tôi biết luôn. Ấn Độ. Đó thấy chưa, giống lắm á thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Công nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì? Ơi, vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu hả thầy? Đưa bà về dữ á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Ôi miết. Thầy ơi thầy. Còn cái lại đi. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Còn... Sao cột tôi vậy? Hả? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây. Cột cái lại. Dạ dạ dạ. Đây đây đây. Đây, lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ 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 dạ. Bộ cái vòng này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dằn lắm. Mang ngồi đi, mang ngồi đi. Ê. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Ngồi xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy? Con. Ui da. Thầy sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái vòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn. Thầy, muốn cắt viên âm cúi xuống. Cái vòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá hả lại. Lâu quá, không đứng giờ đứng cái kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Vậy bà sao bà tá bà na bà nạ bà. Con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống rồi. Ủa mới quánh này nha cái chẹp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn âm binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kiếm thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kiếm thứ hai tao quánh về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Cái này thấy bắt đầu sai sai nè thầy. Sai quýnh nữa, sai quýnh nữa. Sai không được rồi, được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa gạt cái gì? Rồi cái gì vậy? Mở ra. Không có giỡn mặt tụi bay nữa. Cắt viên âm cái gì? Cái gì? Dạ. Mắc cái trứng ôn gì bà cắt viên âm? Ông mắc cái trứng ôn gì ông quánh tôi như con ông đẻ không vậy? Ủa. Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà hả? Ê bộ tuổi dần nó ăn hết của ông cố nội xong vô ông quánh như con ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ có đau chứ mà đừng có đứng banh càng gì má. Này nha, tao nói thiệt mày, tao không cắt viên âm tao cắt buồn trứng đó rồi. Ráng đi. Cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói với mấy người biết. Vậy. Con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy. Cái thứ cà chớp. Cái thứ... Má. Đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. 307. Tại đi 307. Tuổi khỉ nó tốt. Tốt cái cù lôi. Má. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha, ông vô đây ông cắt được kiên am mà cắt không cắt được thì thôi. Con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét đó? Hả? Tại bà. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ ăn đào mà không ăn hết trái. Hả? Tại sao đó? Tề Thiên Đại Thánh đó, lên cho nó hái banh vườn đào người ta ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi, dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa cái đào lùn nó hái. Tại đào lùn dễ hái, ăn xong không xình bụng, tôi xình bụng. Rồi, khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già bắt tôi mắc dịch đi đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Rồi tôi bưng về đây tôi bán bánh canh cái món mà cái thứ đó, cái thứ thích ăn. Nha, tôi về lại tôi bán mấy năm trời tôi chờ mà vẫn không về. Hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy cái bóng, lấy hành mà không lấy ngò, lấy tiêu mà không lấy huyết. Thôi được mắt. Không có cãi lời má. Thun nó miếng vào mặt ông cho tao. Chạo. Ây trời. Trời ơi. Bấy cái gáy luôn à. Ôi, con xin lỗi má. Má ơi, quả báo đó. Má ơi. Má. Cái tuổi khỉ đó không phải như bà nghĩ. Đã như vậy với bà nghĩ. Hồi đó đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cù lâu đi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Bà dụ vô vườn đào bà nói là thôi vô đây ăn đi anh, Xong bà sắn cái cây vô mặt nó mới ăn. Con nhìn đi, với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mày nhìn đi. Đó, mày nhìn đi. Mày công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi. Cái này chắc Má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà dụ đàng hoàng, bà dụ. Con cũng thấy vậy. Ngày xưa tao đẹp lắm. Ngày xưa tao cao 1m88. Tại tao nhớ thương người ta quá, tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Bà sao? Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô trường nào? Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt duyên âm hả? Ghệ tao mà. Con này con ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh that đi. What do you say? Sao mày ghệ? Trời, ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy má? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè, để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chiếc à. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu ông rồi nào? Bà còn yêu. Tôi cũng yêu được giọng á. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà... Ông đừng có nói cái điều đúng. Ông quên. Bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đến đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi cũng mang giả chữa mà. Sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ, tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm này tôi bán bánh canh ở đây nè. Cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu. Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghệ này nè. Thấy nó xấu quá mới nhào vô coi thử. Tao không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. Quên, con tao á. Đẹp, nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa Mày nghĩ Tâm là con đếch đi. Ba con hả má? Ba qua nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Mày heo chó hoài. Không phải. Nãy giờ con vô đây con không hiểu. Con nhờ đếch đi về đây để con chặt cổ con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó, con nuôi mà. Dạ. Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Rồi tôi định nhào quá, tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Vậy nó là con nuôi. Dạ, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về đếch đi cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè. Tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó, mày nói tao nghe coi. Dạ, thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ, không có. Thiệt sự đẹp của nó vậy mày thấy sao? Sẵn vô đây. Tao nổi da gà rồi đó. Ba, trời ơi. Không sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không. Em đi. Cái đó là cái lúc đầu thôi. Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá, nhưng mà con yêu cái nét xấu đó đó. Mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Rồi trời mưa xuống 2-3 lần nở ra rồi xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày diễn tả quá vậy mày. Không. Cái đó là cái thật sự, con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp đó. Bậy. Có lai tạp tao với bả. Dạ, bao nhiêu nét xấu của tao bao nhiêu. Mà mày là em đi đúng không? Dạ, ý là mày là tuổi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi. Con là con khỉ. dạ. Mà con có gặp con cóc này á ha, có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra con nhắm lại con cũng xỉu 10 lần à. No, con thử rồi, thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh my god, buffet. Yeah. Andy nhòi quá con ơi. Andy bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhún tự động, tự nhiên 30 và tự nhiên bắt đầu là nó nhún vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe con nãy nè, khoan đã. Cái gì? Con thấy anh Andy anh nói vậy con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa qua nhà này. Thôi bà bỏ qua cho tôi đi. Không, đừng có hận nó nữa. Dẹp, đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này túi khỉ, tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu bà đuổi tôi đi. Đi đi. Đi đi. Không đi thiệt hả? Đi rồi. Đi. Ai đuổi người ta đi rồi. Không đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông, vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đáng liêu mày cản ông cho tao cũng có hàng tao hốt chứ. Tâm ơi, má thích ông thiệt. Biết mà nó nói thiên trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết, hên là đi lẹ, đi chậm chậm tôi nhổ sạch lông. Nếu nó còn đứng đây có nhổ không? Tâm ơi, nói ông Tiến đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vơ tội nghiệp tao Tâm à. Trời ơi Tâm. Hả? Đây đây. Có mặt như khỉ già mắc gió à? Thèm chính mẹ là sao đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phì gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa. Về đây phụ bà bán bánh canh. Thôi vậy quyết định là về đây bán bánh canh không? Dạ. Gớm, đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng, nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà sơ. Gớm, năm nay 5 con gà mà chắc là gà nó nuốt mẹ nó dây thun rồi. Ôi trời, Gớm sao xui thế nhỉ? Hôm qua em đi chùa Hương Hoa Cò. Ý, bài này không hay. Mừng xuân nằm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Chào chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ, con còn nhỏ. Vâng. Thế dạ. chào cô. Dạ. Vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ không. Cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy, thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ? Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ trước cô ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ con ngồi liền ạ. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy. Con muốn xem bói, con muốn coi hôm nay con có chồng rồi được không á? Mẹ nó cứ tông theo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đưa mà thầy biết con trâu tông như que củi đó thầy. Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên phải không thầy? Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một co lơ đấy. Nha. Mà tôi sợ bonit nó đến nó túm cỏ xong tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi là mệt mỡ ra hơi tài, khách đông quá. Ôi rồi. Vậy đó, tại vì con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi thử năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời, gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhơ ốm nhách cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền. Ốm đau gì ở đây? Vậy tại sao phải gọi là ốm, phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay, chả ma là nó nâng khăn chữa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt hả? Ủa? Thầy nói con ăn nhiều cho mập luôn mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Tôi không nghe cái câu ca dao là trong mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì lòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi coi bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy chồng. Không thầy... phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, thấy không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là Gia Các Lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là Gia Các Lạng đấy. Thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam. Tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc làm sao con nói được? Ôi cô hay nhỉ? Đây là mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin là phải nói giọng Bắc mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư mà đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe. Cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này. Có một bà Việt kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin đấy. Ông chồng vào khấn tiếng Anh, cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không, ơi, may mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt với cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không. Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó có giặt con chết mẹ con luôn á thầy ơi. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giá hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đấy. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế rồi, nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy không vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng ai chơi? 5 đồng thì ít quá. Không, tờ đấy không đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Bé đờ. Mà không biết ổng coi đúng không, nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao? Thôi mình đặt 1 đồng đó. Này cô ơi. Ơi. Xe ở đây 3 cái đĩa sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi tự nhiên tài biểu con bỏ 3 cái rồi sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này phải đúng lễ thì thôi chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm mà nhanh nhanh dùm con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ thầy coi sai sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi, bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người, chả dại thế. Thôi 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 đừng nói nhiều nữa đây, để con bỏ cho. Ta bỏ cho mình biết 5 đồng, 10 đồng. Ừ thôi thế rồi thôi, bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát ném vào lẹ lẹ đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không bắt chửi con. Xuống thành khẩn cho khách đi. Dạ con thành khẩn. Đây này có thắp nhang thầy thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy cũng biết cay mắt vậy. Thấy thì không cay thầy cũng cay thế. Thôi nhá, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em này. Em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết, mày bổ mà, mày bổ đâu, mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy. Hả? Trời ơi, thầy đuôi cha. Thế mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Gớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đuôi mà cũng biết này, người ta đưa cái chảo vào mặt này. Nữa. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ luôn. Mồm, để con khấn đây bà ơi. Con lạy ba ở trên ngàn, nghe lời thầy khấn mà trần giang bà về bà xã nằm mà xa nỗi xa mẹ. Mà xa nằm xa nú xa mẹ mà trần giang bà mà bát nhã mà thuyền à, ê, con lạy bà xong chưa mệt quá vậy ơi à. Con lạy xong rồi ạ. Mày lạy xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá gì à? Tới đây tài trái không mê quá. Thánh bách bái lạy thánh vạn bái dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lạy đám phường 9 hướng thương cho đệ tử con là Phi Nhung dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng à, con không ế chồng à. Gớm mày phải nói thế thánh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ? Mình gạt thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ lị. Mày đi xin lộc thánh mày chủ yếu là phải thánh phải cho lộc mày, mày lừa thánh thánh mới thương mày, gớm con này rốt thế. Này bây giờ ta bắt đầu gieo quẻ. Ủa? Mà thầy gieo quẻ bằng gì vậy? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi, bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này. Sầu xè xè nắm đất bên đường, sầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ, thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh đó. Trời ơi ghê gớm quá vậy. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện Kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đấy, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cái thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại trời cho con lại con lật thiệp để cho con lấy chồng, chứ con ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Trang mày đọc đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ. Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, da năm tấc rộng thân 10 thứ cao ở tại. Râu hùm hàm én mày ngài, vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao. Dạ. Chúc mừng cô congratulations. Thế có tài. Thế nào năm nay cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á là con bao trời thầy một chầu xin liền á. Này mẹ mày lấy cái lưỡi câu mày móc mẹ trong họng ra đây. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem cine hả mày? Con... Bây giờ đây con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con, mà thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này, năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Đâu? Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới mạnh rồi mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Trời cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được giàu nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không. Nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nhá. Giàu lắm cô à. Vậy chị, vậy ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không thầy? Mà có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn đã ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấc. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả? Nhà ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi, mệt lắm rồi. Thì xem nữa hả thầy? Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đây vậy, vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuôi thiệt rồi. Bởi giá trời trong đuôi chết luôn. Cái mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi ông coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy. Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt á thầy. Thì về đi, ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày ra? Ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi. Con ruồi gớm sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à trời. Vào, vào, vào. Ruồi đấy. Dạ, dạ. Dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi. Tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á. Ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm. Ai mà giả vờ, tự dưng đang mắt sáng không muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy, con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng đi coi bói làm gì cho bị mất mười mấy thằng bạc. Tưởng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn. Trông ế chết mẹ em luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Tết vui vẻ cô nha.